năm anh em nhà thần móm nhá. Đang nhộn. Đây này. Dùn đang nổi đầy kia để nhộn nó vụt quen ổ nó vụt cho. Đây là Tuấn Nhổn nhá, đang giữ kỷ lục về bổ xa nhất anh em nhá. Giữ kỷ lục về, đây là idol của rất nhiều giới trẻ dân câu đấy, em mình nhá. À. Bổ đang là người giữ kỷ lục bổ xa nhất của hội câu lục toàn quốc. Khi mà em tôi bổ là trong trục có 100m cước nhưng mà vụt phát được 170m. Bắt đầu hồ câu Nam Tài bà con nhé. Anh em vừa xuống thôi, chưa thấy gì, vừa mới đổ thính xong thôi. Thì cái hồ VIP hôm trước là bên cạnh đây này, không phải là hồ VIP mà là hồ mới khai trương hôm trước là bên cạnh đây. Đấy, ở cái chỗ cái cột điện kìa anh em. Đấy, hôm trước nó đánh khai trương ở bên đấy. Hôm nay cái hồ này thì từ lâu rồi. Hồ này thì chính xác thì từ sáng giờ có một người lên cá, nhưng mà đấy là do là câu dê thôi, tính tâm thôi, câu dê thôi. Cục cá mà mỗi ông một cái điện thoại này thì có màn chun. Tập trung câu đi em ơi, đóng con cá dòng phát nào. Chỗ hôm qua điểm một kia ngồi đoạn nào đấy nhỉ? Chỗ thẳng cái trục em ra, chỗ đầu cần em ra quay vào cây cau không? Nhắn cây cau bên nào? Cây cau to của em đây đúng không? Bên bên trong này đúng không? Cây to chắc là cuối đít xe máy đấy gì đúng không? Bảo nó là chỗ đấy có ổ đi thịt mẹ không thì tí nó hai anh em đánh chung. Tớ để đồ ổ đâu mà hai anh em đánh chung rồi. Em đang mò bên hồ con kia nó lên con kéo này chuyển lên con nào đâu ăn lên được nhưng mà tầm xung quanh kéo đấy kéo ăn thua rồi. Ăn thần chun đại hiệp rồi. Cú thử đưa những bẻ mà mình mua đây này. Mày luôn đi. Biết đâu này. Quá chạy rồi. Rồi thì tổng vụt cho. Cầu cá không biết vụt hả? Cần ai đây? Cần tổ. Tại bên kia mà đánh, bên này đéo ăn đâu em ạ. Hôm trước nó bảo là 5 anh em đi kinh quá rồi, hôm nay là 5 anh em đi nó cho ăn chun.
1, 2, 3, 4 nha, mình nghĩa là 5 nha. Ừ? Ờ. Xiên mẹ ngô bánh tâm. Hiện tại thì chủ hồ Nam Tài ở cái hồ câu 300 này thì đang bán chun anh em nhé. Đang ăn chun. Đâu, đang bán chun, anh em nào đến câu thì sẽ được một cái chun mang về. Nếu mà theo giang hồ nó đồn thì là ăn chun đấy. Mưa đang yên đang lành thì mưa cuối cùng. Đã trận mưa rồi. Cuối cùng mấy anh em nhà móm đi hóng mưa. Cái gì? Chuyển phát về xong rồi. Chuyển hoàn về ghi cách đi cách ly không nhận hàng. Đập đầu. Anh bừa mày. Em đùa anh làm gì? Lên trên này đất. Đúng rồi đấy. Đây em vút về nhá. Chưa thấy cá mú gì anh em nhá. Ăn cơm đã. Rồi. Hả? Để đây thằng nào ăn chấm cũng được. Kéo đi. Mời cả họ ăn cơm nhá. Mời tất cả bà con cô bác ăn cơm. Cá vẫn chưa thấy gì. Tiêu nhổ mẹ này rồi đâu. Lên trên này anh à. Chỗ này ăn nhiều tăm quá em đánh mãi chưa được. Vâng. Anh phải vẩy cái cá này nè để chết. Đúng rồi. Hả? Cái này lên. Mưa anh em ạ. Mây cả cái hồ này thì ăn chun hết rồi, móm hết rồi. Vỡ mồm hết rồi. Mình hôm nay mình câu theo cái kiểu thản nhiên tí. Không sao, đi câu thì cũng phải có hôm móm hôm không anh em ạ. Lên cá suất chủ hồ nó ghét. Khả năng cao hôm nay là ăn chun vỡ mồm anh em nhé. Anh Đồng chưa?
sau nọ bắt được mãi mới được một đôi. Một đôi đấy là còn ít đấy. Đi đánh tennis cơ mà mới được một đôi. Bên mẹ áo hồ này hôm nay sẽ con đi từ quá lụt từ vừa nãy giờ mình đặt đấy kéo đây quán cao từ nhấc lên nó chuẩn dễ mẻ lắm đen rồi đen rồi chuẩn trắng đen đen không đen làm cái độ anh ơi khỏe thế hôm nay đuôi rồi kìa con lưỡi chạy kìa con lưỡi chạy kìa đấy áo Hưởng sang bên kia chờ đi Hưởng. Mười bảy cân rồi. Còn đâu? Hàng đấy. Bảy bảy nó tí. Uầy nó sầm kìa. Mình kinh em ơi. Đen rồi đen rồi đen 17 cân rồi. Con sót 17 cân ở hồ đấy. Đen rồi. Dọn bể à? Nói dọn bể. Cá đâu mà cá? Thôi dòng đi. Dòng đi. À, đen gấu từ từ đây cho thằng em nhìn nó tươi tươi dưới trời mưa luôn này. Đấy, tụ cả đàn nữa. Bố con này mẹ bé thế. Con này bánh bụng. Bắt được. Bánh bụng rồi. Thùng đít rồi, trúng đít rồi. Thùng ruột rồi. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi, bình tĩnh. Từ từ cho nó vào tí nữa đưa đi. Ồ thôi bung rồi. Đấy, ăn cơm xong phát mấy con. Mày lúc nãy ăn cơm xong mày có sức mà dòng đấy nhá. Không có thì yếu. Ôi trời, còn cái lưỡi của ai đây? Cái nào? Đấy, cúi. Con này là 6 cân. Con xong bên này. Xong xong. Đúng rồi, đúng rồi. Sướng. Wow. Chết mẹ mày thôi. Bó công trời mưa tươi hẳn luôn. Ai mưa lại còn cái sương mù nữa nhá. Tưởng là ăn trầu anh em ạ, thế nhưng mà may không ăn trầu. Mưa gió quá anh em ơi.